coi chừng sắt không á nha thầy, nó sắt không á nè thầy, nó đóng cọc nhiều lắm, lại đó không an toàn đâu, ở đây đông đông vui đó cọc không à, cọc người ta đóng nhà. Bây giờ em sẽ lên bờ khô một cái khu công viên để cho những người ở trên bờ, cho người ta thấy ở dưới nước em đang sống, đừng vứt rác vô mặt em. Thầy ơi, người ta lên rồi, người ta lem đồ lên kìa. Đâu? Nhanh lên thầy. Kính chúc gia đình các vị nhiều sức khỏe nha, làm ăn phát lộc phát tài, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Mọi người có nhắn với gì với người thân gia đình mình không? Hài quá, vậy, hài quá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ, mọi người rất là tốt bụng cả nhà. Em đi vô bà con nữa. Bà con công viên nữa.